Nếu như bạn đôi khi cảm thấy thật mệt mỏi với việc cứ phải gồng mình vui vẻ với cuộc sống thì có vẻ như một cuộc thi ở Hàn Quốc sẽ giúp làm nổi bật nội tâm bên trong của bạn. Hàng năm ở Hàn Quốc, một cuộc thi thư giãn theo phong cách ngồi im không làm gì được tổ chức tại những khu rừng trị liệu ở phía nam đảo Jeju. Cuộc thi này có tên là Spec Out và được tạo ra bởi nghệ sĩ Hàn Quốc quốc Seung vào năm 2014 để trả đũa lối sống vội vàng tại Hàn Quốc. Luật chơi cực kỳ đơn giản, ngồi im trong 90 phút và người chiến thắng sẽ được xác định bởi người có nhịp tim thấp nhất và ổn định nhất. Mục đích của cuộc thi đó là để xả stress sau những bộn bề cuộc sống. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến vào năm 2020 do đại dịch, thế nhưng sẽ trở lại trực tiếp vào năm 2021. Theo The Washington Post, các chuyên gia đã nói rằng áp lực của đại dịch có thể đưa cơ thể và tâm trí vào một chế độ sinh tồn ảo. Trong những thời điểm bất thường này, não bộ cần được nghỉ ngơi tinh thần để thoát khỏi chu kỳ lo lắng kéo dài.